Quốc Bảo xin kính chào quý vị khán giả trong chương trình Ask a Doctor do chúng tôi thực hiện. Thưa quý vị, chương trình này nhằm chia sẻ những kiến thức về y tế phổ thông và y khoa phòng ngừa. Và hiện diện trong phòng thâu ngày hôm nay, chúng tôi mời được bác sĩ nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn. Và trước khi đi vào đề tài chuyên môn ngày hôm nay, chúng tôi xin được nhanh giới thiệu một số nét về bác sĩ nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn. Bác sĩ nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn tốt nghiệp nha khoa tại UCLA, tu nghiệp về nha khoa thẩm mỹ tại LVI. Đặc biệt tham gia các khóa huấn luyện chuyên môn về Dental Implant với Noble Biocare và Implant Seminars Institute. Bác sĩ nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn là chuyên gia của Hội Implant học quốc tế. Bác sĩ Tuấn đang điều hành văn phòng nha khoa tại vùng North Valley, San Jose. Và bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng đi vào phần chia sẻ với bác sĩ nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn. Xin chào bác sĩ. Kính chào quý vị khán thính giả của Việt Today và kính chào anh Quốc Bảo. Hôm nay chúng tôi là bác sĩ nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn. Rất hân hạnh được lên nói chuyện về đề tài chúng tôi rất là tâm đắc, đó là đề tài về implant. Thưa bác sĩ, khi mà nói về implant thì rất là nhiều tài liệu, báo chí và ngay cả những rất là nhiều bác sĩ nói về implant. Thì để cho khán giả của chúng ta có thể biết những cái cơ bản về implant thì xin bác sĩ có thể định nghĩa là dental implant là gì bác sĩ? Tại sao gọi là implant? Kính thưa anh Quốc Bảo thì đúng rồi đó, hôm nay đó mình chỉ nói rất là những vấn đề rất là cơ bản, những điều cần biết về dental implant. Dental implant thì tiếng Việt Nam mình có thể dịch nôm na là răng nhân tạo. Thì cái đó là cái gì? Thì đối với người bệnh nhân, khi người ta mất răng thì người ta có nhiều cái cách thức để người ta tái tạo lại cái răng đã mất. Hoặc là mình làm denture, tức là răng giả, hay là mình trồng cầu răng để thay thế vào cái răng mất. Và cách thứ ba mà được bác sĩ Brainmart đã phát minh ra từ những năm đầu tiên của những năm 60, đó là dental implant. Tức là mình dùng một cái hợp chất kim loại để thay thế vào cái răng đã mất, như giống như một cái root của cái chân răng. Thì cái hợp chất đó là gì? Đó là hợp chất titanium. Thì đây là một cái cuộc phát hiện rất là tình cờ, bởi vì trước đó, trước khi bác sĩ Brainmart find out ra đó, tìm ra điều này đó, thì người ta tin tưởng rằng không có gì bỏ vào cơ thể người và người ta mà được cơ thể ta chấp nhận. Nhưng mà titanium là một cái hợp chất mà rất là đặc biệt. Cái xương của con người rất là thích cái hợp chất này và nó chấp nhận cái hợp chất này giống như là một phần của nó. Thành ra từ đó thì sau phát minh của bác sĩ Brainmart thì rất nhiều hãng implant và rất nhiều nước trên thế giới đã tạo ra nhiều loại implant, nhưng mà về cơ bản là cũng là một cái hợp chất titanium được trồng thẳng vào xương hàm của người bệnh, thay thế giống như một chân răng, rồi sau đó mình có thể làm một cái răng để thay thế vào cái răng mất. Đó là cái người ta nói về dental implant. Chữ implant có nghĩa là mình cấy vào, ở đây là cấy vào cái xương hàm của người bệnh. Thưa bác sĩ, thời gian không có nhiều, nhưng bác sĩ có thể trình bày cho khán giả của mình đây một cái vắn tắt về cái quá trình thực hiện phẫu thuật trồng răng implant như thế nào thưa bác sĩ? Đơn giản là anh bảo là người ta trồng implant thì cũng có nhiều cái kỹ thuật để trồng. Hiện tại thì nhiều bác sĩ cũng như nhiều cái kỹ thuật người ta nói là có thể trồng implant trong một lần hạn, tức là từ lúc mình nhổ răng hoặc là bất cứ lý do gì đó mình muốn trồng thì mình có thể đến văn phòng nha sĩ, mình được gây mê tại chỗ, rồi mình cắm thẳng một cái implant vào đó, rồi mình làm một cái trụ nối từ cái implant ra khỏi cái xương hàm, và mình có thể làm một cái răng giả tạm thời để cho bệnh nhân bước ra khỏi phòng mạch trong vòng 1 đến 2 tiếng là bệnh nhân có một cái răng, thì người ta gọi là trồng thẳng răng vào hàm một cách ngay lập tức. Đó là một cái kỹ thuật. Tuy nhiên cái kỹ thuật thông dụng được nhiều bác sĩ sử dụng là mình tiến hành phẫu thuật ra qua nhiều giai đoạn. Chúng tôi không muốn nói đến những cái chuyện chuẩn bị cho cái kỹ thuật này, chẳng hạn như mình phải tìm hiểu về bệnh lý của bệnh nhân, đặc biệt là những cái bệnh trong người của bệnh nhân, có những bệnh như cũng rất là không có thể thuận lợi cho việc trồng implant, chẳng hạn như bệnh cao máu, bệnh tim mạch, những bệnh về xương, những bệnh về hệ thống miễn nhiễm, bị cancer, và đặc biệt là bệnh tiểu đường, hay là những người hút thuốc, hay là những người phải dùng một cái loại thuốc làm cho cái xương mình, cái density của xương nó tốt hơn, chẳng hạn như Fosamax. Thì những cái đó là bác sĩ cần phải biết để có thể tiến hành phẫu thuật trồng implant được hay không. Thì tóm lại là sau khi những cái chuyện chuẩn bị đó và mình có một cái kế hoạch điều trị cho nó thích hợp
thì cái giai đoạn đầu tiên là bệnh nhân đến văn phòng bác sĩ được gây mê tại chỗ và bác sĩ chỉ việc làm một phẫu thuật mổ nú răng ra và cắm implant vào đúng như cái vị trí đã định. Thì với cách làm như vậy thì ngoài ra mình có những cái kỹ thuật, những cái máy móc nó hỗ trợ, chẳng hạn như CT scan là những cái x-ray 3 chiều để mình biết chính xác được cái độ dày, cái độ đậm đặc của xương, cái vị trí, đặc biệt là vị trí của những cái dây thần kinh nó nằm như thế nào để mình đạt được kết quả cao nhất của cái phẫu thuật trong implant. Sau đó là một cái giai đoạn là mình chờ đợi để cho cái implant nó tích hợp vào xương, tức là giữa xương và implant nó có cái sự hòa hợp với nhau. Cái implant được cái cơ thể mình chấp nhận. Cái giai đoạn này mình chờ đợi trong vòng 3 đến 6 tháng. Và cái giai đoạn cuối cùng là bắt đầu mình có thể làm một cái final restoration, tức là mình làm một cái crown. Nếu mình mất một cái implant, mình có thể dùng hai cái implant làm một cái cầu răng, và mình có thể dùng một vài cái implant để mình làm nguyên một cái hàm răng, và cái hàm răng đó có thể lấy ra lấy vô thì mình gọi là denture, mà nó được support bởi dental implant, anh Bảo. Thưa bác sĩ, như từ đầu bác sĩ định nghĩa sẽ là dental implant, tức là mình cấy răng nhân tạo, tức là răng mà do cái chất răng, chất liệu răng do con người làm ra. Vậy thì khi mà răng nhân tạo thì chắc chắn nó có những cái lợi ích như bác sĩ đã trình bày, nhưng mà chúng bảo tin rằng là nó có những cái side effect của nó. Vậy thì những cái effect của nó là gì thưa bác sĩ? Và cái gì cũng vậy, thì không có, mặc dầu là những nghiên cứu gần đây người ta chứng minh được rằng dental implant là một cái phương thức phục hồi dân răng rất là hữu hiệu. Có thể nói cái tỷ lệ thành công của dental implant là trên 90%, mà nhiều học giả còn cho rằng là 95-98%. Nhưng mà nói chung là cái gì nó cũng có những cái mặt trái của nó. Thì cái mặt trái của nó có nhiều cái phụ thuộc lắm anh. Thứ nhất là trong quá trình giải phẫu thì mình phải cẩn thận đừng cho để nó xảy ra. Mà ở đây tôi muốn nói là cái giai đoạn nó có thể dễ dàng có những cái side effect của nó, hay là những cái mình có thể tạm dùng chữ là thất bại đi, là cái giai đoạn từ để mà cái xương nó tích hợp, tức là từ lúc mình trồng implant cho đến cái implant nó mature trong cái xương của mình. Rồi sau đó là cái giai đoạn mình đã hoàn thành một cái implant, tức là mình có cái răng, mình có cái cầu răng, hoặc là mình có cái denture để nằm trên cái implant đó. Thì đó là những cái giai đoạn mà có thể xảy ra những cái side effect hay là những cái thất bại của implant. Dạ. Thì Tuấn có thể nói là thí dụ như những cái side effect và những cái thất bại đó mình có thể chia ra có những cái mắc xích để làm nên những cái side effect đó. Chẳng hạn theo Tuấn, Tuấn đưa ra là cái mắc xích nó nằm ở bác sĩ, cái mắc xích đó nằm ở bệnh nhân, cái mắc xích đó nó nằm ở môi trường, và đặc biệt cái mắc xích đó nó cũng có thể nằm ở những cái chất liệu đã làm nên một cái implant. Và nếu như là mình tiên đoán được và mình biết được những cái side effect thì mình có thể mình cover được và mình có thể mình chữa được, phải không thưa bác sĩ? Thứ nhất là cái điều tốt nhất là mình làm sao đạt được cái kết quả tối ưu cho một cái cuộc giải phẫu cũng như sau giải phẫu, một cái thành quả của cái implant. Một cái implant người ta tính được rằng có thể nói là một cái implant nói là lifetime thì mình không dám nói, nhưng mà có thể nói là 20-25 năm. Thì mình làm sao để đạt được một cái điều đó, thì từ những mắc xích đó mình làm thế nào để mình tránh những cái thất bại của implant. Tôi lấy ví dụ nói về riêng về bác sĩ mình không có quan trọng là, thực ra đó năm 2006 thì người ta thấy là ở nước Mỹ này người ta trồng là gần 6 triệu cái implant, thì trong số đó là trên 60% là thực hiện bởi những bác sĩ nha khoa gia đình, tức là general dentist, còn phần còn lại là do những specialist, chẳng hạn như là chuyên về nhổ răng, hay những bác sĩ về chuyên về nướu răng thì thường người ta làm về giải phẫu trong răng implant. Thì nói về bác sĩ đi, thì Tuấn quan trọng thấy là thứ nhất đó, mình nêu lên điều đó để rồi hiện tại với những cái kỹ thuật bây giờ hầu như bác sĩ nào cũng có thể làm được, và cái hướng này nó càng ngày càng phổ cập. Chẳng hạn như 2010 người ta tiên đoán là có thể 80% bác sĩ gia đình có thể trồng được implant tại văn phòng của mình. Thì như vậy cái điều kiện đầu tiên tôi thấy là quan trọng nhất là mình phải được giáo dục, phải được training. Thứ hai nữa là cái kinh nghiệm. Một nghiên cứu của một trường đại học ở Loma Linda đó, thì người ta thấy rằng một trong những cái thất bại của dental implant là với những cái bác sĩ còn thiếu kinh nghiệm, chẳng hạn những
thất bại nó thường nằm ở trong những bác sĩ phải làm trong 50 cái đầu tiên, hay là những bác sĩ chỉ mới là làm được chứng trong vài năm đầu, hay là số lượng trồng quá ít. Với những bác sĩ có kinh nghiệm nhiều hơn thì cái tỷ lệ thành công cao hơn. Thì cái thứ ba nữa là đó là cái kinh nghiệm, cái năng khiếu của bác sĩ, cái sự chuẩn bị của bác sĩ cũng là một cái yếu tố mang đến thành công. Cái yếu tố thứ hai tôi muốn nói là hồi nãy tôi dùng những cái môi trường ở đây là cái sức khỏe của bệnh nhân, cái sức khỏe răng miệng riêng của bệnh nhân, tức là trong răng miệng của mình phải bảo đảm làm sao là không có những vi trùng. Bởi vì chút nữa tôi sẽ trình bày một trong những cái nguyên nhân chính để gây ra một cái sự thất bại của implant chính là nhiễm trùng. Thì như vậy trong môi trường mình, bảo đảm trong răng miệng mình, đặc biệt là làm sao mình hạn chế cái sự nhiễm trùng ở trong răng miệng. Yeah. Vậy thì cái vi trùng nó vào từ đâu thưa bác sĩ? Dạ, vi trùng thì dĩ nhiên là vi trùng nó có sẵn trong miệng mình, trong thức ăn, đồ uống, trong hơi thở, trong không khí. Thì không có nơi nào tiếp xúc nhiều vi trùng giống như miệng của mình hết anh Bảo. Và không có nơi nào mang vi trùng vào cơ thể dễ dàng giống như miệng của mình. Thành ra cái môi trường là một cái yếu tố mà tôi muốn mention ở đây. Cái thứ ba nữa cũng vậy, cũng chất liệu cũng là một cái điều quan trọng, tức là cái implant loại nào, rồi đặc biệt là những cái chất liệu do phòng lab để làm. Tôi lấy ví dụ nhiều người mình vì so sánh về giá cả, nếu mình phải đặt một cái vấn đề, một cái giá cả mà nó quá rẻ so với cái thị trường chung, thì mình phải đặt làm sao bác sĩ có thể làm được những cái giá cả đó. Thì cái giá cả đó nằm ở cái cách thức phục vụ và cái chất liệu mình làm, cũng như cái tay nghề và cái kinh nghiệm của bác sĩ. Thì tất cả những cái đó cộng lại để hình thành nên một cái giá cả. Ví dụ như trong implant thì một cái final restoration, mình một cái crown hay một cái bridge, nếu mà phải làm metal thì mình phải làm bằng titanium, hay là mình phải làm bằng những cái kim loại quý, chứ mình không thể làm bằng những cái kim loại thường. Mà nếu mà mình làm một cái crown mà mình nghe nói nó quá rẻ thì mình phải đặt vấn đề làm sao có kim loại quý, hoặc làm sao bằng titanium được. Đó là cái mà bệnh nhân nên quan tâm. Và cái điều cuối cùng Tuấn muốn nói đến, cái nhân tố quan trọng quyết định cho sự thành công của một implant cũng như thất bại của một implant chính là bệnh nhân. Việc đầu tiên là bệnh nhân biết mình có bệnh và đến với cái bệnh đó để chữa bệnh nó càng sớm càng tốt. Người ta nói chữa bệnh như chữa lửa là quan trọng. Thứ hai nữa, bệnh nhân chính là người chọn văn phòng, chọn bác sĩ, chọn cách thức phục hồi răng mắt của mình. Thì đó là một cái yếu tố. Và cái điều thứ ba là bệnh nhân chính là người phải hiểu biết về implant, phải nhận thức về implant. Và bệnh nhân trong cái giai đoạn đầu tiên sau khi mình cắm implant, đến khi cái xương nó tích hợp xong và mình có kết quả cuối cùng, mình có một cái hàm răng đẹp, một hàm răng đẹp, thì cái điều quan trọng nhất là mình maintenance checkup. Tuấn thường nói là bảo trì là một cái chìa khóa quan trọng quyết định cho sức khỏe răng miệng nói chung, và đặc biệt là cái sự thành công của implant nói riêng, nên bảo. Thưa bác sĩ, đứng về mặt chuyên môn, về mặt bác sĩ cũng như về mặt bệnh nhân, thì ai cũng muốn cho một cái implant nó thành công cả. Thì không ai muốn rằng là cái case implant nó bị failure. Nhưng nếu như cái case bị thất bại đó, thì chúng ta phải làm như thế nào? Về mặt bác sĩ cũng như về mặt bệnh nhân, thì chúng ta phải treat cái đó như thế nào thưa bác sĩ? Dạ, trước hết, trước khi trả lời cái câu hỏi này của anh Bảo đó, tôi muốn nói thế nào gọi là một cái implant nó failure, tức là nó thất bại. Thì người ta thấy là một cái implant người ta nghiên cứu đó, thí dụ mình trồng vào đó sau khi mình có một cái crown, một cái bridge rồi, năm đầu tiên mà mình thấy cái giai đoạn nó mất xương từ 0.9mm cho đến 1.6mm thì cái đó là bình thường. Sang năm thứ nhì thì mình có thể tiếp tục mất là 0.02mm cho đến là 0.9mm là cái đó gọi là bình thường. Nếu mình mất xương nhiều hơn như vậy thì chúng ta coi là nó nằm trong một cái tiêu chuẩn gọi là có một cái implant đó có vấn đề. Thì đối với một cái implant gọi là thất bại thì mình thấy là thứ nhất là người ta cũng, nó cũng giống như bệnh nú răng này vậy anh Bảo. Bệnh nú răng thì mình có bệnh viêm nú răng và bệnh nha chu. Thì implant đầu tiên là mình bị viêm cái cổ implant chung quanh đó, mình gọi là mucositis. Mà nếu mà cái mình viêm như vậy, mucositis, mà mình cộng thêm là mình mất xương và mình có máu mủ trong đó nữa, thì mình gọi là peri-implantitis, tức là cái chung quanh, cái vùng chung quanh, cái mô mềm và xương của mình chung quanh implant nó bị hư. Thành ra như vậy, đối với bệnh nhân thì thường nhiều khi mình hư như vậy, nhưng mà mình cũng không có
không có cảm nhận được gì ngoài cái việc là mình có thể, nếu mình để ý hơn thì mình thấy chảy máu hay là cái núm nó viêm lên. Đó là những cái dấu hiệu mà bệnh nhân có thể nhận biết. Tuy nhiên đó, tại sao mà mình phải đi gặp nha sĩ thường xuyên, thì với những cái chụp hình X-ray mỗi 6 tháng và khám răng miệng thì bác sĩ nha khoa mới có thể định được là cái implant nó có vấn đề hay không. Thành ra một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh là mình phải, sau khi implant đã làm xong rồi, bệnh nhân là một cái nhân tố rất là quan trọng để quyết định cho cái sự bền lâu của cái implant. Tức là bệnh nhân nên đi gặp nha sĩ, mà chúng tôi giới thiệu là trong năm đầu tiên của implant là mình nên gặp 3 tháng, mà mỗi 3 tháng, và sau đó tùy theo điều kiện của mỗi người khác nhau thì lúc đó nha sĩ có thể nói là gặp 3 tháng, tiếp tục gặp 3 tháng hay là gặp 6 tháng. Dạ. Thì tùy theo tự đề nghị chuyên môn của nha sĩ. Dạ. Thưa bác sĩ nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn, trong giây phút sau cùng của chương trình đó, thì bác sĩ có thể chia sẻ với khán giả những người mà đang có răng nhân tạo, đang có implant thì mình cần phải gìn giữ như thế nào, bên cạnh cái lời khuyên thiết thực của bác sĩ là phải đến gặp bác sĩ thường xuyên trong những cái khoảng thời gian để mình maintenance nó, thưa bác sĩ. Dạ, mình có hai cái vấn đề anh Bảo. Thứ nhất là mình maintenance, tức là mình bảo trì cái răng tại nhà hàng ngày. Thì mình giữ cái răng mình, cũng răng implant của mình cũng giống như là mình giữ của cái răng thiệt của mình vậy đó. Nhiều người có một cái quan niệm sai lầm là cái răng implant nó là vĩnh cửu, không cần để ý tới. Nhưng mà thực sự cái răng implant đó, nhiều khi Tuấn hay ví dụ như mình trồng cái implant trong răng miệng của mình đó, nó cũng giống như mình trồng một cái cây quý ở nhà. Mình cần phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn bằng cách là ngoài cái việc mình đánh răng, floss răng, tức là mình dùng chỉ chà răng đó một cách chính xác đó, đúng đó. Mình còn phải không nên sử dụng những cái, ví dụ như mình có nhiều người Việt Nam mình hay có thói quen xài những cái tăm hay là những cái vật nhọn xỉa vào răng, thì đó là những cái điều nên tránh. Cái điều nên tránh thứ hai nữa đó là mình cũng nên thay đổi về cái thói quen ăn uống. Tuấn hay nhắc nhở bệnh nhân mình đó, cái implant nó khác với cái răng thiệt. Cái răng thiệt nhiều khi mình có cảm nhận, mình ăn tới đó mình biết là đủ sức nhai rồi, hay là mình nói chuyện hay là mình cắn cái gì mình biết đủ sức. Implant mình không có những cái cảm giác đó. Nếu mình cứ tiếp tục ăn những cái thức ăn cứng, hay là thậm chí một cái nữa là mình ăn thức ăn nóng và lạnh, nóng quá hoặc lạnh quá đều không tốt. Người Việt mình, Tuấn thấy có một cái thói quen nhiều khi mình húp một cái bát canh thiệt là nóng rồi sau đó uống một ly trà đá. Cả hai cái đó mình thay đổi cái nhiệt độ một cách cấp thời thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái implant. Nó ảnh hưởng đến răng mình một ít mà nó còn ảnh hưởng cái implant nhiều hơn đó anh Bảo. Thì đó là cái việc mình chăm sóc sức khỏe răng tại nhà. Còn đối với chúng tôi, nhắc lại rằng chúng tôi muốn tất cả những bệnh nhân có dental implant, tức là có răng nhân tạo trong miệng, nên đến gặp để được liên răng một cách chuyên nghiệp tại các văn phòng, nhất là gia sĩ của mình. Và đặc biệt khi quý vị, nếu quý vị không có dịp trở lại cái nha sĩ, cái người đã trồng implant, cái người đã làm cái crown cuối cùng cho quý vị đến những cái nha sĩ thường gia đình của quý vị hoặc nha sĩ mới, thì quý vị phải yêu cầu là mình nên được clean một cái implant với những dụng cụ đặc biệt. Tại vì một trong những yếu tố thất bại của implant là không biết là vô tình hay cố ý, mình làm cho một phần của cái implant, một cái platform, tức là cái bề mặt của implant đó, nó bị crash, tức là nó bị trầy xước. Và khi mình bị trầy xước đó thì cái vi trùng nó dễ bám vào đó. Vi trùng mà phát triển được là vi trùng phải bám vào cho implant hay cho răng. Thì nó bám vào vậy, nó tạo thành những cái quần thể, và những cái quần thể đó khi nó đủ mạnh rồi thì nó sẽ sản xuất ra những độc tố, và những độc tố đó cấp kỳ có thể làm cho mình bị infection. Và một lần nữa, nhiễm trùng là một kẻ thù của implant nói riêng và của răng miệng mình nói chung. Thay mặt cho các khán giả của Vietnam Television, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn đến đây và chia sẻ một cái đề tài rất là thú vị, và hy vọng rằng là trong tương lai chúng ta sẽ có một cái đề tài khác để mà cùng chia sẻ với khán giả của chúng tôi. Xin kính chào bác sĩ. Cảm ơn anh Quý Bảo và cảm ơn quý khán thính giả của Việt Today đã lắng nghe chương trình nói chuyện của chúng tôi. Một lần nữa thì đây là những ý kiến rất là cơ bản và để về hiểu biết về răng nhân tạo. Quý vị nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ nha khoa của mình và bác sĩ chuyên khoa để biết thêm khi mà quý vị có nhu cầu về implant, cũng như làm thế nào để giữ gìn được một cái implant đã được trồng trong răng miệng của quý vị được lâu dài trong miệng mình. Dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình Ask the Doctor do Quốc Bảo thực hiện.
Xin cảm ơn sự theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.